phân tâm nó rõ hơn lúc chưa làm. Ban đầu phá đầu cái thời gian này, cái ngón tay mình làm cái kiểu đổ kiểu hay cái dàn tay như cái xà beng vậy đó, kéo lên sâu càng tối đó, càng sâu càng tốt, kéo ra đó, tay bị có ngủ có nước rồi kia thì người đó sẽ nhảy nhỏ lên mình thử hết ngoài dàn tay đằng trước và đằng sau coi đổ tay nó bị viêm không, hay là đi bác sĩ tai mũi họng để mà nó lấy mấy cái xịt nước vô để mà lấy mấy cái chất độc ra ngủ đồ kia ra đó. Thành ra trước khi rất quan trọng, trước khi thao tác để chữa bệnh tai điếc tai. Xin báo với hôm nay so với hôm trước mà anh Thái đã làm được một lần hôm trước đó. Thì hôm trước đó là thấy nó giảm rất nhiều, nó còn chút thôi đó, bên tay trái, bên tay mặt thì gần như mất. Nhưng mà hôm nay đó, thì so với hôm anh Thái làm thì nó không giảm được bằng hôm trước. Thế nhưng mà cái lỗ tai bên này bên nào nghe là nét lắm rồi, mà cái lỗ tai bên này thì nghe cũng chưa được nét lắm. Xin báo rồi, cảm ơn bác. Mà hồi nãy anh Kiên làm á thì những có thể là không có đúng theo trình tự. Dạ. Thì mới mới. Không có nghe rõ nhưng mà sau cái lần nào là thì tôi thấy là cái hiệu quả nó hơn khoảng 60%. Dạ. Cảm ơn. Tốt hơn. Dạ. Nghe bây giờ anh thấy là như thế nào? Anh nói 60% như thế nào? Nghe rõ. Nghe rõ. Dạ. Xin cảm ơn. Sau khi mấy cô đã làm xong thì cái chú mới về lại làm thì tôi thấy cái nghĩa được 50% rồi thầy. Dạ, cái lần nào đấy thì cái động mạch cảnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, cái động mạch cảnh 1 2 3 Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.